tiền lao bậc thầy sáng nay thì ngày 12 tháng 4 thì chị cũng rồi sớm dọn dẹp thờ của chú. Kính chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại video của em buổi sáng hôm nay. Thì trước khi vào video thì cũng xin kính chúc cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ, may mắn và bình an. Và hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại mộ của cố nghệ sĩ Tú Du Linh của bạn ơi. Thì buổi sáng hôm nay là ngày 12 tháng 4. Em đến đây rất là sớm cùng hai anh em đồng nghiệp của em. Bây giờ thì một phần của chú thì mình sẽ vào bên trong nha cô chú bạn, xem coi có gì thay đổi không nha chú bạn. Sáng nào cũng như sáng nào hả chị ha? Sáng nào cũng đốt nha cho Vũ lên đó. Sáng nay thì chú Hu vô tình đã làm hai cái chậu bông thì em đồng nghiệp đang thắp hương lại chú. Sáng nay thì rất là sớm mọi người thấy thì cũng hoa với lại tính hình của chú vẫn còn rất là chỉnh chu nha các bạn. Chỉ có chậu hoa đây thì chậu hoa đây thì bị bể cái bình luôn nè. Anh nhớ rồi, cái bữa đó là cái bữa em ngồi đây em la nó có cái bài gì bả bả bị đúng không? Đúng, đúng, đúng. Cái tối là em vô thật sớm đừng em đợi cho chú có nhập cho em không đó. Không có nhập gì đâu. Xong rồi cái là mới thấy bả. Này nó ăn hết luôn rồi. Nó ăn hết cái chậu hoa trang rồi.
Ồ, nó ăn mấy cái bông này luôn quý chú chị ơi nè. Ăn hết rồi nè. Phanh trần nó luôn là phải hổm mình đợi trong đó được nha. Tại có một cái khán giả cũng nhờ mình là đem ra ngoài đây cho bởi vì mình sợ mà đem những bông hoa mà đẹp mà nó ăn được á thì đem đây là dễ bị ăn hết. Rồi đi, nó ăn hết đây luôn nè. Đây nè, mấy cái này nó ăn rồi nè. Ăn gì hồi sớm nó quậy ngã tan nát cái này luôn nè. Em mới dùng lên đó. Phải không? Vậy nó ăn hết rồi. Nè, anh thấy cái dấu ấy còn không? Ừ. Nè, cái dấu đổ đất đổ nè. Em dựng lên đó. Ăn mấy bông sụp bóc luôn. Vậy nó ăn hết rồi. Không còn bông nào cái chồng này luôn nè. Đi vô đây nó gị đây luôn nè, thấy không? Nó gị đây luôn nè. Ăn hết rồi. Ai rồi. Ủa, sáng sớm mà có khán giả qua bên mộ sớm vậy ta. Không có mở là cô quét bậy đi đâu sao đâu. Cô quét là có công đức lắm á. Anh đợi em một đợi em á, nữa em quay xong mẫu chú rồi em đi xuống đi giúp đỡ hoàn cảnh của anh nha. Cô quét cây cô với lại cái cây nào chỉ nè. Ở đây nè. Từ nha. Cái cây nào mà nó ấy đó rồi cô bỏ ra giùm nha. Rồi cây mà nó ấy đó rồi với lại giờ cái bàn giùm hơn nha cô. Cảm ơn. Cảm ơn chào chị á. Cảm mà nghe được á. Khổ lắm, khổ lắm quý chú chị ạ. Anh cứ nhờ giúp đỡ nhưng mà chưa có đi được. Đợi bữa nào nha. Rồi em quay á cho nên. Sáng nay thì có một vị khán giả rất là đến sớm nha mọi người. Còn sáng nay thì phát hiện là trên mộ chú thì những cây đèn cầy trái rất là đều nha chú bạn. Ủa mấy cây đèn cầy đốt từ tối vậy ta? Đốt từ tối rồi luôn á. Ừ. Từ tối giờ như vậy. Có một vị khán giả đến rất là sớm để quét bàn thờ chú. Chị này là chỉ thường lại đây và dọn dẹp và ở mộ chú luôn quý chú chị, nhưng mà chị ngại trên xuất hiện trên mạng. Còn ở đây thì nghe nói mấy anh em nói là bị bể cái chậu. Cô nếu mà cô mà nhìn thấy này là cô rất là buồn á. Cô này là cô 7 mấy tuổi rồi, 77 tuổi rồi. Hồi này chắc cái con đó nó chắc nó vô nó va vào á. Dạ đúng rồi. Nó va vào á. Nó đi nó bự quá. Em cũng đứng đặt cái chứ giống như là giống như vô đây nó gị nhiều khi nó gị cái hoa cúc nè. Rồi vô tình nó va vào á. Bên Mỹ con của nhạc sĩ thì mỗi lần đặt gì mà em sợ đặt cao gì là lại rớt bể nữa, không biết sao đây. Đây là trao đổi với chị sao đây. Còn bên đây cái cây cái hoa này là cái hoa của cô ở người cô Minh Nga cũng chị ở Tây Sơn Đống Đa Hà Nội. Cô này cũng 77 tuổi rồi, cô rất là yêu cả lương gửi cho chú mặt. Sáng nay thì còn rất là sớm nha mọi người. Ở đây sẽ quay mọi người xem bên phần bên đây. Bên đây thì cũng vẫn còn chỉnh chu nha mọi người. Đây.
mấy anh em thì cũng biết sắp xếp như vậy thôi, thì bà con cô bác thì cứ góp ý đi, góp ý cho Di Minh và Di Minh cũng sẽ góp ý là bên mấy anh em chú Tiểu Dương Mộ đây. Đây là của cô, của Ruby. Ruby nè, không phải Ruby cái người cũng tên Ruby nha, không phải là cháu của chú Linh đâu nha. Cái này là Ruby, này là một bé trai, một em trai 21 tuổi đó. Ngày xưa là em là mẹ của em là mà khi mà sinh con là đầu là mong rằng là có được một người con trai, nhưng mà là sinh đi có hoa không bởi em gái, nhưng mà anh em ra là con trai, cho nên là bắt đặt tên là Ruby luôn á. Sau khi kết thúc video thì em sẽ thắp sẽ đốt thuốc cho chú như bạn hồi nãy vừa thắp nhang rồi. Và rồi chắc có lẽ thì video của em buổi sáng nay cũng xin tạm dừng nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau, thì em sẽ quay một vòng cho mọi người xem một phần của chú nha. Người tặng là cũng tên là Ruby luôn, vì là một em trai.